Tối ngày 7 tháng 9, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương xác nhận tổng cộng 33 người tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke ở thành phố Thuận An. Lúc 20 giờ, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết trong số nạn nhân tử vong ở vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú, có 17 nam và 16 nữ. Trong số này, một nữ nhân viên chết tại bệnh viện do nhảy từ trên cao xuống. Thi thể các nạn nhân được đưa tới nhà xác bệnh viện Đa khoa Thuận An. Công tác tìm kiếm nạn nhân đã kết thúc, các lực lượng rút dần về đơn vị. Hiện trường đám cháy lúc này vẫn được phong tỏa chặt, nhiều xe của cơ quan điều tra liên tục ra vào. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh, nhiều người chụp hình, livestream, khiến khu vực ùn tắc nghiêm trọng, cảnh sát phải tới điều tiết, phân luồng giảm lộn xộn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã chi viện 15 chiến sĩ cứu nạn tinh nhuệ, phối hợp với lực lượng Bình Dương tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong quán karaoke. Bởi sau thời gian khá dài, cứu hộ địa phương chưa thể tiếp cận được một phòng hát, một phòng kho do nhiệt độ ở đây rất cao. Một lãnh đạo phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cấu kiện xây dựng của quán sau nhiều giờ cháy bị sập đã che lấp các lối, nên cần lực lượng có kinh nghiệm cứu nạn tiếp cận. Sau khi nhận sự chi viện nhân sự dày dạn kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tiếp tục đập tường để tiếp cận một phòng. Do phòng bị đóng kín, quá nóng, đội cứu hộ để nhiệt bên trong tỏa ra rồi mới tiếp cận vào. Quán karaoke có gần 30 phòng hát, tập trung nhiều nhất ở tầng 2 nơi khởi phát hỏa hoạn. Khi xảy ra vụ hỏa hoạn, trong quán có khoảng 70 nhân viên và khách. Một số người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành. Hỏa hoạn đến bất ngờ, nhiều người không kịp thoát ra ngoài, kêu cứu, một số chạy ra ban công, sau đó nhảy từ tầng 2 xuống đất,